Có khả năng lo để chị lo, chị dụ cho thiêu em hay gì đó em. Rồi rồi. Đấy thằng mới để trong em chùa ha. Vậy là để em chùa ha. Chị gái nha. Sao tài khoản nó chị gái, chị gái chị ấy cho em đi ta. Đấy là chị gái chuyện, nghe không? Để vậy chị gái chuyện là em biết rồi. Nhân cũng để là nhân chuyển mà biết như không, ai có ra ai có mà chuyển tiền thì để số tài khoản ở trong cái chuyển tiền á, là gửi tới tài khoản ngay chỗ Diễm Hương đang ghi trên màn hình đó nha mọi người. Ở chia sẻ nha mọi người ơi, có ít lòng nhiều đi đó, 200-300 tới đấy, một cây làm chẳng nên non mà nhiều cây dụm lại nên hòn núi cao. Cho chị này chỉ có tiền để chị còn uống thuốc nữa nha không. Dạ chị inbox em đi chị Minh Luân rồi, lát em gửi địa chỉ sao cho chị nha chị. Đâu có ai đâu, em tưởng em chết em giận luôn. Dạ, chị Nguyễn, chị chuyển cho em rồi hả chị? Thì để lát em kiểm tra đi, em có gì em lên sao kê, em like, em lên trao tiền lại thì em like cho cả mọi người xem nha cả nhà. Không còn miếng máu luôn. Mẹ Nương khóc quá trời, khóc mà mẹ Nương khóc quá trời rồi. Cái đầu với ông bác sĩ đó, ông thấy em vậy đó, ông cứ em nhập viện, vô máu. Chị thấy thương lắm mọi người. Chị này thì đi nuôi thấy, con. Thấy thương lắm, đứt ruột đứt gan lắm, thật sự lắm mọi người. Cái em mới nhờ em chị kế bên á, giữ bé này giùm. Cái mưa like này là cái hoàn cảnh rất đặc biệt, chị mưa mới like đấy. Cũng muốn may mắn lắm gặp được chị Lùng á, chứ không may thiệt, đâu có ai không. Đúng rồi, ít ai mà giúp chị ở đâu. Đỡ mà người ta chửi chị ngu. Kệ đi. Em ngu. À, mày khổ mày còn dước gì nhà thế mới kể trời ơi chị ơi kể nó nói mình này còn hơn đi chùa này mới thiệt chị nói chị gì? Bà ngu lắm, mình giúp người còn hơn không có giúp họ bà vậy. Con gì á bà dước bà khổ mà còn dước gì bà luôn mày chị gì chị giúp chị này thì ông trời sẽ dòm ngó chị có sao chị từ từ sẽ nghe chị kể là tội nghiệp lắm con chỉ xanh đó kêu mày chưa vô hát cho bà này bắn chị này nghỉ ngơi á tưởng nó vô chơi chị còn đuổi nó bây về hết đi làm cho bà nghỉ ngơi đầu này kia dạ ok chị. Rồi chị gái hay 25 nè. Dạ tôi nghiệp bé nhỏ. Chị có chị ví dụ quá mấy chị nghe nè. Chúc chị 21 á. Là sức chị khỏe có dáng số á. Gặp nhiều may mắn nha chị. Em thay mặt có chị này. Ví dụ như tụi em mới làm em túp nè, rồi tụi em mới quay làm cho mình được quân đội chúc đỡ cho đám mà với chị chứ. Có nói thêm cái gì mà mẹ đạo này cứ việc thì thánh đi. Mà cái này là không có ao qua ở chị. Mà em bé mà cứ mà có gì á, khả năng của chị á chị nuôi được chị nuôi, còn mà nếu mà hoàn cảnh của người nào mà có tiền, chị nói thật sự có tiền hoặc là vĩnh viễn không có con luôn á là chị sẽ cho bé này là để cho gia đình người ta cho nó ăn học cái này tới chốn tương lai của nó. Còn chị thì năm nay chỉ 50 giờ chị đâu có làm gì ra tiền, chỉ còn con nữa, nhà cũng khổ lắm, khổ ở đất này là chị không có quyền, đất này là nói chung là chị không có tên luôn ở đậu. Dạ. Nếu mà ai đuổi thì chị đi, chị cũng ở đậu mà cũng cho chị này lại ở đậu luôn, lá lành đùm lá rách đó cả nhà. Thì nói thề chị em khổ chị mới giúp, đất này là nói chung là nghĩa địa, người ta lấy cốt chị mới mướn người ta gom cho bằng á, ai đặt nhà thì chị chị làm nói chị mới thề. Cái máy này nè là chị đi lên công ty chị làm là chị mượn tiền chị cất nói chị nói thiệt chứ chị thì không có tiền. Chị thì cũng có chồng thiệt mà bỏ vô rồi. Chị cứ ấy đi, ví dụ như tụi em làm YouTube nè, có gì em sẽ quay lên để cho mạnh thường quân ở nước ngoài đó. Người ta giống như là người ta chào cả nhà nha. Chị em ăn sắp chúng em lên đây cho cái chị này chị bệnh nè. Và bây giờ mình lên đây để quay cho cộng đồng mà mình ai có lòng quan tâm thì cứu với cuộc đời của chị này nha không. Chị này chị bệnh ung thư vú đó mọi người. Bây giờ ở đâu Thảo? Ở đây là địa chỉ gì vậy chị Thảo? Thành Đức, huyện Minh Lức, tỉnh Long An, ấp 1 nha. Dạ. Ấp 1 xã Thành Đức. Cả nhà đã có chị Mai Quyền thăm bệnh nha. Nay là đi chùa nè mà mình thấy chị này bệnh đó rồi mình rủ gia đình mình em mình Diễm Hương với là Tịnh Du rồi nè với là hai dòng Thảo gái mình với rể mình với là mình cho thăm chị này chia sẻ ra được chút rỉnh cho chị uống thuốc ở nhà theo dõi nha, để chị kể cho em một bình luận nha. Nãy chị gặp ai mà ở phê gặp fan nha. Có fan thành bộ. Đây có fan thành bộ thì gia đình em cũng nghe nói là cũng nghe chị Thảo cháu chị
cháu chị Hương con chị Quyền chia sẻ là đây là có hoàn cảnh khó khăn vậy nên chị Hương với chị Quyền à, có đi lý do mới này là tính đi chùa nè mà thôi mình lưng đi chùa lại đặng mình cứu lại cứu chị này để cho chị có tiền lớn thế của mình rồi dễ thương mà đây là quẹo nè đây dưới luôn rồi thằng ấy mấy đứa trẻ này đó. Hiện tại ở nhà sống mấy người chị đâu? Chỉ có là một bệnh kể với lại nhỏ con gái hà mà nhỏ gái thì bị bệnh đau giống như là bệnh giống nhau vậy đó. Ba nhỏ còn nhỏ luôn hả? Mới 3 tuổi rồi. Mà bỏ chủ vậy. Rồi hai người làm gì sống? Chị đâu? Chị làm công ty đó mà giờ bà bệnh hiểm nghèo rồi. Hello. Đây anh chào Công. Mọi người. Anh Công mà chồng tâm bệnh nha mọi người. Công mà chồng chị Thảo này cả nhà. Chồng em luôn. Em vợ bé. Ờ mấy chị không có nhà ở. Người cùng theo chân vô thăm bệnh nha. Ờ hiện tại là chị ở ở đậu nhà ta hả? Ở Tân Ninh đó. Ờ. Rồi, cái vừa có cái gì mà ngộ đời vậy? Rồi, dạ. Rất là khó khăn nha, cái chị này bệnh đó là cũng nhờ chị Thảo là cháu của chị Hương, con của chị Quyền là nói chung qua đây là có hoàn cảnh vậy đó. Thì cũng như là mọi người ở trong và ngoài nước á, ai mà có ai thì thương mến thì chị em mong sắc thì như là mỗi người góp một phần để cho chị bệnh nha mọi người. Đây con bé 3 tuổi mình nay mình bao nhiêu cỡ mấy người rồi chị? 45 à. 45 đi chùa Tây Ninh nè mà nghe chị bệnh rồi thôi để chị tên gì ở đâu cũng được hết á, vậy tới chỗ này mình giúp là lấy tên khẩu đi chùa. Dạ. Ở đâu tôi tính đi chùa Tây Ninh nè. Chị Long nhà chị đâu luôn chị Long? À chị ở Tây Ninh mà nói chung cha mẹ chết hết rồi. Dạ. Rồi mới đi lập nghiệp. Rồi xuống đây hai đứa thì cũng làm chung công ty. Rồi chị mới nghỉ trước đi dịch, chị mới nghỉ trước. Dạ. Rồi sau nhỏ này mới nó mới nghỉ sau rồi nó đẻ con nhỏ này. Rồi nó mới kêu chị ở nhà coi chừng bé này cho nó đi làm. Giờ nó đâu có biết làm cái thứ cái gắt mới đầu nổi bằng ngón tay. Dạ. Rồi sau á nó mới không có tiền đi lấy tiền. Rồi nó mới kêu nó mượn tiền, nói chung là nghèo không ai cho mượn tiền á. Giờ bây giờ á cái vui nó đã nên lớn bác sĩ nó mới làm muốn đá không có mổ được. Chết rồi. Bây giờ kiểu nằm là như ăn cái gì ăn rồi với mình có tiền thì mình đi vô thuốc. Nhưng giờ vô làm mấy to không có vô nữa. Dạ. Bây giờ là chỉ là chích thuốc thì qua là bình thường giảm đau thôi. Lâu mà. Nhưng mình giờ không còn tiền nữa ha. Rồi giờ không mua sinh mà đi mới đầu thì chị giữ là 2 triệu một tháng. Dạ. Nhưng chị thấy khổ quá, chị không có lấy tiền luôn. Bây giờ mình có nhiêu là mình chung sức mình nuôi đứa bé. Dạ. Lại cho mẹ nó uống thuốc men này kia. Khi mẹ nó đi xạ chị thì chị phải giữ đứa này. Dạ. Đó. Nhưng bà đâu có bồng nổi đó. Mà 3 tuổi có chút xíu gì đó mà cũng không có đi nữa. Chập chững thôi. Cũng chưa có đi nữa. Con bé thì rất là còn nhỏ. Chỉ 3 tuổi rồi. Hiện sống với mẹ thì không có ba. Không có ba. Nói chung là không có cha đi. Dạ. Thằng Khánh cũng khổ lắm cưng ơi, cha mẹ thì mất. À, chị này cũng có duyên nè, là đây thằng Công đi chùa nè mà tôi nghe giờ tôi nghe nói nó gửi cái clip cho tôi nói thôi bữa nay đừng đi chùa để lên thăm chị nha, em này để cho tiền để uống thuốc rồi tôi đuổi giữa mưa rồi đi nè. Cái quá nhiều em. Cái quầy dù cái mặt của bé này nè cho kỹ rằng ta mới dễ dòm được là bị bệnh cái đó không? Khoa xét thì cũng cho. Nó dòm cái mặt của bé mấy người. Mọi người bé nó bé nhỏ 3 tuổi nó cũng bị bệnh đó nha cả nhà. Dán lên mình câu có bị ấy không ta? Dán lên cái gì che lại. Dán lên hay cái gì che lại. Sợ Facebook nó không cho chứ. Facebook của chị thì không có được chứ em che lại. Cũng phải dán chứ tao mới thấy bên đó mới giúp đỡ được chứ. Dán lên ta bị ngoại thị ra nên mình thấy mình mới biết. Che lại phần nhũ ở giữa. Con ơi, che lại phần nhũ ở giữa. Để vậy được rồi, khỏi rồi. Chị ấy bên đây giùm em, chị che lại bên đây giùm em. Ôi cả nhà ơi.
đau khổ cả nhà ơi, nè cả nhà ơi, mô Phật, mô Di Đà Phật mọi người ơi. Giáo khóc. Đây nè mọi người. Dạ thì hôm tại nay gia đình chị mong sắp là đi từ thiện cả nhà. Khó khăn nhưng mà cái này là khó khăn nè, con nhỏ nè. Nè có đứa con bị bệnh, một con còn nhỏ không có ba. Bé sống sống thì sống ở đậu nha cả nhà. Cái này là giống như cái này là tình cảnh đặc biệt, chị Mương mới quay cho cả nhà thấy đó nha. Chứ chị Mương có quay đâu. Tại vì cái này là mình xin tiền trên cộng đồng mạng là rất là nhạy cảm, thành thử ra chị Mương. Cái này là đặc biệt chị Mương mới quay nha cả nhà. Cả nhà cứu đi cả nhà ơi. Đây cảm cái chùa nào được phước nấy nha mọi người. Mọi người vô đi mọi người vô đi, vô chia sẻ đi mọi người. Chia sẻ đi, hoàn cảnh cũng rất là khó khăn luôn. Đây ở đầu cái chị này nè, chị thấy không có nhà, chị chờ ở đầu con mà... nhỏ phiếu đây nè mọi người. Tính đi chùa em đi. Đỡ chị chờ rưỡi cho bé uống sữa nha. Dạ. Chị ở em triệu. Rồi cả nhà vô cuộc chia sẻ. Đời là bao hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim. Thấy con, ô nghiệp quá, ô, bị ba bỏ không con? Rồi em mới liền khóc, cây nó bỏ nhỏ. Bây giờ giữ sức khỏe mình nghe bệnh đã khó. Chia sẻ đi, chia sẻ mọi người ơi, chia sẻ mọi người ơi. Hoàn cảnh là khó khăn. Ai giúp em nhiều giúp, chị đi. Đây mọi người, đây nè. Nghiệp đó mọi người ơi, ngoại tử hết một bên rồi, bên ngực đây rồi. Chị ba mà giờ cái này đâu có đi đâu. Tội nghiệp lắm mọi người. Anh Công ơi, nói anh Linh ghi cái số tài khoản bên bay giùm em. Anh gọi anh Linh giùm em. Vô cái fan bay giờ, anh nói là vô cái fan bay vô luôn á. Để có thuốc được, có thuốc uống qua ngày với lo còn lo cho con bé nhỏ sau này nữa. Chị ơi giúp cho chị 300 ok anh xin cảm ơn. Với Facebook gì không nữa? Anh vô anh kiểm soát tài khoản đi. Nè bây giờ ở đây nè, ở ngay chỗ cái trái với nhà người ta nè mọi người. Ở là ở đậu bên cả nhà. Ở đậu với nhà người ta nha mọi người, chị này nè. Chị người chị này chị thấy không có nhà, chị cho ở nè mọi người. Em này là quê Tân Ninh, nói cho mọi người nghe, cả nhà mình nghe ở Tân Ninh. Kim tài khoản lên ok. Lúc này làm xí nghiệp ở Kinh Lưu phải không em? Em là xí nghiệp Kinh Lưu. Xí nghiệp ở Nhật Chợ, Nhật Chợ. Nhật Chánh hả? Dạ. À mọi người ơi. Ở trong đó hả? Thương quá. Chị nói ha, thôi mà chị này đau quá, chị đừng nói đau ha. Không ăn được, cũng lên dữ lắm. Ở Long An em ơi, ở Long An bây giờ. Không có nhiều, anh đợi với chị. Sẽ 500. Rồi được 3 triệu. Đây Diễm Hương, đây Diễm Hương nè. Cả nhà mình chung tay nha, cả nhà ai giúp được thì giúp, không giúp được thì cho em được chia sẻ này cả nhà. Để cho lan tỏa cái thông điệp này rộng ra giúp em. Rồi, Diễm Hương ghi cái số tài khoản đó. Mọi người mà có thương chị này, muốn giúp cho chị này thì hãy gửi về số tài khoản này nha. Diễm Hương gia đình em sẽ là nhịp cầu nối nha cả nhà. Sẽ đưa cho tiền cho chị này nha mọi người. Cái này hoàn cảnh đặc biệt, Diễm Hương mới live stream nha mọi người ơi nè. Cái này nè, một miếng khi đói bằng gói khi no đây mọi người, đây nè. Tụi nghiệp bé nhỏ nữa nè. Đây. Cái này là ngồi nhà, là nhà người ta này, chứ không phải nhà chị em này. Có chị rồi, có dòng họ gì, bà con gì của chị. Chia sẻ giùm đi Cẩm Tú ơi, hoàn cảnh khó khăn bữa nay đi Diễm Hương đi chùa nè. Rồi Cẩm Tú cho 500. Cảm ơn người này Cẩm Tú, chúc người này Cẩm Tú giàu giàu sức khỏe nha, làm ăn phát tài nha Cẩm Tú ơi. Dạ. Đây. Chị không có tiền. Dạ. Ở đây chị em có gì ăn bữa nay. Tự lắm cả nhà ơi vô chia sẻ đi nè. Chia sẻ giùm đi Cẩm Tú ơi, Lý Ngọc Mỹ chia sẻ giùm đi con ơi. Chia sẻ đi con ơi. Còn rồi từ lúc chị này bệnh tới nay là có người nhà hay có ai giúp đỡ không? Nói chung á là chị em ai cũng khổ, nhưng người ta này, có cũng nhiều thì ta cho nhiều. Dạ. Nhưng thời gian này là bệnh là rất là dài chứ không phải là một ngày nữa. Cái vỏ chị đưa cái chỗ này. Dạ. Giờ nhờ cho ai giúp đỡ được, cho em uống thuốc cũng được. Con bé này cũng còn sữa tả nữa ha. Cũng còn sữa tả nữa. Rồi, chị cho ở lắm cưng ơi. Dạ. Rồi bây giờ Diễm Hương cho 2 triệu. Đây cho chị 2 triệu nha. Đây là của em cho chị 2 triệu. Còn cộng đồng mạng á, để em like người ta cho nhiêu em sẽ lên trao tiền cho chị nha. Đó. Cái này là nói là 5 triệu rồi nè nha. Nè Diễm Hương 2 triệu. Chị Quyền 1 triệu.
Mỹ Nương 500, Thảo Thanh Thảo Nguyễn 2,5 triệu là được 5 triệu chẳng nha cả nhà. Bây giờ là cả nhà mà ai có lòng hảo tâm thì vô chia sẻ đi, cái này là thật sự là cô chỉ cũng như là sống ngày nào, sống ngày nào hay ngày nấy nè. Có sao vậy? Chỉ giúp con bé nhỏ nữa, còn bé quá nhỏ. Mới 3 tuổi. Ai nuôi trời. Em có biết bây giờ chỉ cho em mà em nói thôi. Nói lại. Ai mà không con thật sự mình cho người ta. Dạ. Ăn ta có khả năng cái nuôi. Em cũng như là nói cho em biết em cũng đâu có sống được, chứ bảo đảm không bây giờ thì sao sống. Như giờ sống ngày nào hay ngày đó. Ngày nấy thôi đừng để lo cho con mình. Mà hiện tại em đang ở Malaysia không, chuyển về tới tài khoản được không chị được nè tội nghiệp lắm này, cái này là Nam Mô Di Đà Phật luôn á, thiệt chưa từng tưởng tượng á mọi người ơi nè. Có thuốc men cho thì nói có kéo dài được thời gian một tí. Anh ơi cái game bị lỗi cà rồi gỡ qua Sacombank ra giờ ra qua đây, tại vì cái ngân hàng Agribank này của ông là chuyên môn bị lỗi lên đâu rồi mặt bảy thương rồi đó, cho ngân hàng khác nha, hai cái ngân hàng này mà cái ngân hàng Agribank này sao nó bị vậy á. Vậy tối chị chắc nhất lắm đâu ngủ được hả chị? Cho nên bé này về cũng tin gì thôi chứ đâu phải bệnh gì đâu, em nó bệnh tin gì đây. Tại vì mình không có tiền đi mình dòm mình dòm vô khuôn mặt rồi mình người ta sẽ nhận ra liền. Dạ. Khuôn mặt giống nhau mà. Rồi mọi người chia sẻ đi mọi người ơi, chia sẻ đi à, quất lòng nhiều đi mọi người ơi, cảnh rất đặc biệt luôn nha mọi người. Tội quá chị ơi, thương quá chị ơi, đau lòng lắm chị ơi. 3 tuổi rồi cả nhà. Rồi rồi, để đúng rồi, mình lớn rồi thì sau này sao cũng được, còn bé nó nhỏ quá nó không biết gì á. Ốp cái này nha, em điện thoại nè, mày nói mình nói mà cái chuyện đi đường này dèm sang qua cái gì tới xin rồi chưa? Đang nằm ở lên bay á, sang qua cái phi. Mẹ chị không có thăm kêu gọi nè mọi người á, hãy hết rồi. Rộng lòng rồi mọi người ơi, mình sẽ đi mọi người. Ba bỏ, chồng không thăm luôn. Mẹ gửi. Bỏ luôn á, còn không có gì là bỏ luôn. Học nữa hả? Rồi. 1 triệu. Rồi bên kia mình học ở đâu? Tài khoản của mẹ đi, bao nhiêu mẹ? Mình không, chỉ chính cái hình anh nè. À giờ tới ngày mai. Đó. Mẹ nhận tiền mẹ sẽ lên mẹ trao tiền. Vợ mày nương đó. Nè bây giờ nè. À Lý Ngọc Mỹ 1 triệu. Đây, buồn. Nó buồn. Bây giờ cái số phận rồi chị. Trời đã định mình vậy đó. Cả nhà ơi, cả chị bị ung thư vú nha mọi người. Nhẹ nhàng không có gì đâu. Trời ơi, cái gì đâu mà cử kiên. Rồi có số nhớ bạc quan ít. Đây Diễm Hương ghim cái ID ban lại nha mọi người. Có gì rồi, ghim ID ban được á. Chị Hà mẹ. Lo cho bé chị can đảm bây giờ nè, vẫn đi làm nha. Ừ, đi làm. Ráng làm lắm luôn á. Nào mà có sức khỏe khỏe. Còn đó là bị về thì vừa bị không nói cho người ta cứu chứ là gì đâu. Nó có vậy nè chị. Hồi đó là nó có chút xíu thôi. Trời ơi. Em kêu đi khám đi mà đâu có tiền. Biết qua bệnh mà đâu có biết cái tình trạng này. Ờ cô cũng có nói một câu người tâm tâm đó mà giữ vậy. Tâm tâm mà đưa làm chung hết. Hai mấy triệu rồi. Em á điền cho nhỏ con em á. Thôi chị, cái hoàn cảnh chị này nè, tội lắm luôn á chị. Mày cho tao mượn đã 2 triệu đi. Em nhân quay nè, tội nghiệp lắm luôn á. Nhà mà nó chưa cắt. Thấy nó làm. Không, chị đưa cho. Không. Cho mẹ mượn biết nào mẹ trả con. Thương dữ quá chị. Nè. Nó nói thì mày cho tao mượn, tao mổ xong đi rồi tao lành lặn rồi. Tao nó trả tiền rồi mày. Mày nó trả tiền rồi mày, nó không cho là không. Phải. Hồi đó là chị ở đây mà chị nấu vậy là tụi em lên tiếng mà em này lên tiếng ơi, mà ta giúp con thấy chị can đảm đi nè lắm luôn á chị. Dạ. Thấy cũng đâu. Em đang lên em quay nè, ta cho hai người lên em quay nè, thấy tội lắm luôn. Để nó dịch chỉ dịch cái ngực ra mình khóc luôn. Mọi người ơi chia sẻ cho hai chị của Diễm Hương nha. Mình thấy mà mình thấy mà mình đau giùm á chị, nhức lắm luôn không ngủ được. Mọi người ơi, chia sẻ đi mọi người ơi, mở rộng vòng tay đi mọi người. Dạ, cứ liền ghé chị nha. Không phải như người ta mà tôi xin, chỉ can đảm đi làm công ty bình thường. Chứ bây giờ hết rồi, không hết rồi. Tự đi làm đâu phải là nó mới lớn ngày hồi đó, nó như cái tô bánh canh vậy. Cái cục bú của em. Mẹ mà ta can đảm đi làm, phải ta đi xin đâu mà biết. Tại giờ khổ quá, phải lo cho con bé nữa nên nhờ cộng đồng mạng chia sẻ giúp cho cả nhà. Em mới
Rồi cả nhà ơi, có ai gái chị gửi vô cái số tài sản Agribank của cô Võ Hồng Phú nha mọi người. Rồi em sẽ sao kê em lên đây là em sẽ đao tiền cho chị này nha. Ôi đau nó đây nè, nó gầy mà sao mọi người cho giờ này một lượt chia sẻ rồi cả nhà. Chia sẻ cho mọi người ơi, chia sẻ cho mọi người. Có cái hương đi, chia sẻ cho chị này đi. Cái chị này bệnh mà vẫn cố gắng đi làm, em mua sữa tả cho con đó. Này cố gắng đau. Bây giờ hết sức rồi. Hết sức đi, hết nổi rồi chứ. Nói chung là bây giờ cái gu ngang ngược đó nó rất là bự nha mọi người. Nó bự lắm mà chị không có đi làm nổi nữa cho nên là tụi mới lên thêm quay nha. Thầy thấy rất là tội mọi người. Chị nhắc em là cái địa chỉ ở đây đi để cho thí dụ mà có. Ấp 1, xã Thịnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Dạ. Tổng thôi cho số điện thoại nghe nhận, để cho địa chỉ nghe nhận công đi, có gì công dắt vô giùm. Dạ. Nghe nhà anh công đi, anh công dắt giùm nó. Mọi người ai có mà muốn thăm ha, muốn đến chia sẻ hoàn cảnh này thì đến cái địa chỉ trên mới đọc giúp em nha cả nhà. Mong chị cố gắng vượt qua. Còn mọi người Linh ơi, ai mà không biết thì một lát hồi Mỹ Nương sẽ đưa cái địa chỉ lên, là mọi người chạy tới cái địa chỉ Mỹ Nương đưa lên là nói là gặp anh nha. Gặp anh công là anh công sẽ dẫn mọi người vô. Điện út quá, điện út của Ngọc Mỹ á. Điện út của Ngọc Mỹ đi. Thì gia đình em cũng lên cho một phần, thì còn những phần còn lại sẽ cũng nhờ sự chung tay của mạnh thường quân trong nước và ngoài nước, các cô chú anh chị yêu quý gia đình em và chia sẻ hoàn cảnh này nha cả nhà. Chứ không phải người ta mà lợi dụng lòng tốt mà để đi xin, không có nha. Chị này cố gắng đi làm, cố bữa nay là con nhỏ cháu nó vô à, có thấy là kêu Diễm Hương lên thôi chứ người ta không có đi xin đâu mọi người. Đi chùa nè, đi tên anh nó thấy vậy rồi đi rủ nhau đi chết cái chị chết chứ tao không xin đâu thật sự luôn. Chị là cái gì đó, chị hãy cố gắng đi không, chị cố gắng ngựa gạo đi đi chứ không có nào mạnh á. Nè lấy con Mỹ nó gọi số qua nè em gọi rồi. Em mới nói thôi á. Đâu à, ai rồi làm, còn họ thì nghỉ nhà đi. Còn Mỹ đưa số điện thoại luôn rồi. Sao cho thấy vậy nè. Nó thấy gọi, nó kêu gọi Út nó xin thôi. Không phải, cho Út nó thấy luôn á. Mà cái gì Facebook bả tên gì quý em quên rồi. Gì quý vậy con? Facebook bả tên gì quý vậy Ngọc Mỹ ơi. Kêu gọi số rồi. Đó, ta kêu cái Facebook kêu gọi số không chi? Đã con Mỹ nó gọi số mà. Đó, ta hỏi là cái Facebook nó không có cho cái Facebook này, nó cho số gọi không à. Lúc này ăn không có được. Lê Thị Quý. Lê Thị Quý. Dạ ở Bến Lức chân cả nhà. Cái nào ở Bến Lức cho mọi người ơi, chia sẻ cho mọi người ơi. Quê, cái chị em ở quê ở Tân Ninh mà ở Bến Lức ta đi bằng xí nghiệp. Bây giờ ở đậu đây chị giờ thương. Giờ nằm ở đây chị này cho nằm ở ngoài ngoài cái máy hiên rồi nè. Nói chỗ này nè mọi người đây. Giúp cho ra được thì giúp đi. Thợ. Gặp chị này giúp ba cũng khổ nữa mà. Em nói chung là cũng khổ, hai dạ. Nói chung cũng khổ. Con ơi, đi Hương làm. Chấp nhận kết bạn với con để con còn nó giỏi nghĩ sao dạ. Okay. Mới đầu là giữ bé này sao là 2 triệu nói đâu có đó dạ. Giữ 2 triệu sau này thấy nó khổ quá đi ở nhà trọ nữa không biết mới đâu nói thôi, rồi số không nghe rồi không có nào nghe hết trơn á nói rồi nghĩ sao có cái gì ăn cái mấy một con bây giờ không có lấy tiền nữa thì giờ lãnh lương thì đóng tiền nước tiền điện phụ tao cả nhà ơi vô chia sẻ rồi đổ vô ăn đó đây, tới thì chị xã chị thì chị phải giữ con bé này đây. Tại con bé này nó ở ngủ với chị dạ. Tại vì bệnh đâu có giữ được bé này được đó, à, có sao thì mình nói vậy rồi. Nhà cộng đồng mạng. Nhà cộng đồng mạng mình chia sẻ giúp đỡ chị nha cả nhà. Út Quý, em Mỹ Nương nè Út Quý. Em nè Mỹ Nương nè, em không đi với chị Diễm Hương đó, Quý nhớ không? Con Ngọc Mỹ nó mới cho số Quý nè, điện Quý nè, xin có chị này nha, chị bị ung thư ngực á, mà tội lắm luôn. Chị nuôi con nhỏ, không có chỗ ở. Ngọc Mỹ mới cho số Quý nè, Quý nói chuyện chị Hương đi. Ốc ơi, ốc ơi, Diễm Hương nè, ốc ơi. Ốc ơi, đi gậu ra cái Facebook của Út được không? Đó, phải Út đi. Đâu, sao không được, Lê Thị Quý phải không? Út không bắt máy. Sao không bắt máy? Gọi bắt máy. Rồi, gọi đi. Rồi, chị thấy đi, em không giúp gì được, chúc chị ấy nhìn sẽ ok, rồi có cái lời chúc gì cũng được, hiểu không? Ai có tiền thì cứu chị này 500, 200, 300 gì cũng được. Còn mấy thì cầu nguyện cho chị giùm đi. Dạ, con bé nó còn nhỏ quá. Giờ nhiều khi còn sữa, còn tả nữa. Sữa, tả cũng... Đây nè, em nè, bữa nay đi chùa mà em có đi nè, Út, em ra đây... Đi chi đâu? Đây nè. Yên ngồi xuống con. Ốc ơi. Cái nhà chia sẻ rộng ra giúp em nha cả nhà.
nè cái vú chị này nè, nè nè bị ung thư nè chị nè, không có không thể tưởng tượng luôn chị ơi. Bữa nay em đi chùa mà em phải ghé ngang em không đi luôn nè, em quay lên nè cho chị nè, chị bệnh mà chị đâu có xin ai gì đâu chị, em nhớ em ở gần thấy vậy nè, em lên em quay nè chị nè, chị coi nhìn đi, có đứa con nhỏ nè, rồi ở ở dưới mái hiên nhà người ta nè, không có nhà cửa gì chị ơi, thương lắm Út ơi, rồi Mỹ nó kêu gọi Út ra mới gọi chứ em có dám gọi đâu, chịu cắn răng chịu chứ không có nói, thấy gớm quá đi rồi. Dạ mình mới hỏi à. Rồi Út Út có lòng mà ấy thì Út đâu nhiêu cho, nè quay đi quay ông đâu đi, lùm mất ba chiếc này ra sao vậy. Rồi rồi ok ok Út, cảm ơn Út. Chị em gì cảm, còn mà chị em nào mà cũng thương thì ở khổ. Đây chị ấy luôn. Cũng được, có gì đâu, có phù hộ. Em khổ nhưng mà em khổ quá, ví dụ mà khổ quá, khổ rồi, tiền, không bạc, không có tiền thì còn đỡ, con này bệnh nè. Em khổ nhưng mà em không có căn bệnh trong người. Rồi gọi cho đang rồi, đang rồi. Có gì á, nè, có gì, bao nhiêu từ ấy cho chị lo cho. Chị đem vô thiêu đây, chị không có gì đâu. Chị giúp không được nhiều chứ chị có được không? Chị giúp đâu có nói. Đau khổ dạ, đau. Cảm ơn Giang nha. Chị nói là mình giúp ba được, ba không nói. Nói gì qua lại, cô đâu biết gì đâu. Con còn không biết đây nè, biết gì, con không biết vụ gì đâu. Dạ, dạ. Gửi lên cho bạn, em đang ghi đến thăm. Ba cho bao nhiêu thì em sẽ lên đây, em sẽ lấy tiền hết là em. Em ra đây em sao kia em đưa cho chị uống thuốc đi, cái bệnh này chị giờ đó, thì cho chị uống thuốc gì được gì ngày nào hai ngày nấy đi chị. Ủa anh ơi, ngày ăn gì không cơ? Dạ, ăn cho sức khỏe. Ăn lần miếng. Không có bắt máy tới mời. Mời lên cái đi. Bắt lại ở gò đại đi cưng. Ôm quá trời. Ôm nó bơm giữ chị lụng. Rồi sao thôi đi. Chảy nước gì vậy? Dạ, dịch vàng. Bây giờ chị cái khăn giấy đi, đừng có chùi vậy, nó nhiễm trùng á. Có băng ở đây nè. Nó chảy thì chị. Chảy hoài rồi. Rồi hôm nay có uống thuốc men nhiều không? Đó. Uống mỗi ngày đó. Dẫn đi bác sĩ đi bác sĩ luôn mà. Đi đi chứ đâu có. Thôi bây giờ là để em làm cái chuyện chiến từ thiện khi em chạy chạy chị lên kia. Dạ. Ở Sài Gòn. Không được đâu. Được. Ông Trung hả? Chị phải gọi anh Trung bác Trung trước mới được. Được. Cũng như là ông nói là trị là trị, không trị là thôi trở về, hiểu không? Ông là vậy đó. Thì đi cho mát được chứ cái này chắc cũng không được. Không chắc. Không có. Ông cho uống thuốc này nó sẹp lại, hiểu không? Chứ đâu có để vậy được. Bác sĩ nói chị sao à, em chuyển cho chị 400 là... Ok Như Nguyễn nha. Cứ để là Như Nguyễn là chuyển cho chị. Bây giờ quá chấp cũng vô tác dụng. Để sao ta? Uống thuốc thôi. Dạ uống thuốc cầm chừng hả nha. Ung thư vú. Để vậy đó giùm mình, cảm ơn nha. Đúng tiền á, để cho chị uống thuốc cho. Để tin ông chị đang ăn gì vậy? Nhân Nguyễn là để nhân giúp chị ung thư vú. Em xin chị 5 phút với chị, nói chị nghe này nè, có hoàn cảnh này nè chị Ngân. Rất là tội luôn, chị này là không có gia đình, không có nhà luôn, mà bây giờ bị ung thư ngực đó, rất là tội luôn. Em thấy mà em khóc luôn á chị. Nè chị. Nhưng bé nhỏ nữa. Ngồi đây chú quay nè Ngân. Nè Ngân. Cái ông làm bảo hiểm 100% á, ổng cũng làm cho em, ổng rồi ok ok cưng ok xong rồi ổng niệm rồi ok lấy. Chị cảm ơn chị em nha, em nói là em viết đơn em xin nghỉ rồi em mời chị ơi 300 ok Quỳnh Hương nha, trời ơi tội nghiệp Quỳnh Hương nghe không, cái like nào mà cứu giúp coi cũng có Quỳnh Hương hết, chị cứu cho em gặp nhiều may mắn nha Quỳnh Hương. Rồi ok, có gì chị sẽ sao kê hết tất cả mọi người đã giúp chị này nha, không chụp hình cái giấy bảo hiểm qua đi rồi chú làm. Mọi người ơi giúp đi, mọi người giúp đi, mọi người ơi, cái này nè bây giờ đem thu hết trơn nè, bây giờ là phước chủ may thầy để Diễm Hương chở chị này lên ngay chỗ ông bác sĩ này. Ở cái nó ra nó còn thằng mày không có giữ nữa chứ ba nói vậy đâu, không có anh ấy bác sĩ không có không có bổ được không gì hết trơn, người ta từ chối trên chỗ uống thuốc không được luôn nữa, bây giờ tôi uống thuốc tâm dừng làm đau nó nói vậy là còn đau đấy chị. Nè bác sĩ nói là không có mổ được, uống thuốc để nó khắc phục giảm dần. Em vô 12 to thuốc rồi đó, đâu phải em không vô đâu. Để ăn thôi, có tiền để mua đó. Đúng rồi, để nuôi con bé nhỏ nè. Rồi em sẽ sao kê hết, anh lên đọc từng người luôn nha. Dạ, con bé nhỏ mới 3 tuổi hả cả nhà. Tâm mì phạm.
Dạ, gửi tiền giúp chị bằng trong số tài khoản em ghi lên trên màn hình đó nha cả nhà. Ai có gửi tiền thì em sao kê ra đầy đủ hết nha cả nhà. Cả nhà mình gửi cho số tài khoản đang ghi trên màn hình đó nha. Chị mày lông mi gì dụng luôn. Tội nghiệp quá nè, chị mấy nhà. Tao gửi luôn rồi tao. Tao gửi luôn, tao gửi luôn. Ở chị. Ôi cả nhà ơi, thương quá. Này mọi người ơi, trời ơi, đã về đi chị, đã về đi chị. Thôi được rồi chị ơi. Không được rồi, được rồi. Tao gửi lát về tao nhức đầu. Thôi cũng cầu, nó quét chúng chị là sập tay chị luôn á. Cả nhà ơi. Vô. Facebook nó quét chúng sập tay chị. Chia sẻ thì mọi người chia sẻ thì mọi người ơi. Chị bắt đừng ngay nữa. Chị em là chị quay như nãy đi được có mở bành ra chị Facebook nó hay ha. Gia đình em lên đóng góp rồi giúp chị rồi một phần rồi thì còn những phần còn lại thì cũng nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ nha cả nhà. Chút ba cũng quay là cũng thấy rồi đó. Có ăn có quay clip nhỏ đó rồi chị kia bớt đây. Có duyên thì làm từ thiện cho chị này nha. Cái này hoàn cảnh đặc biệt nha mọi người. Chị Hương livestream mà hoàn cảnh đặc biệt, chị Hương mới ngồi lâu gì này nhớ không? Không có chỗ ở nha mọi người, nhà ở đầu của nhà của chị làm chung á chứ không có bà con dòng họ gì hết. Ở đây rất là nóng nha cả nhà. Trời ơi trời, thấy chị giặt ra mình đau cái ngực chùm luôn. Thấy giặt ra mình đau giùm luôn. Cả nhà ơi chia sẻ cho cả nhà ơi, sẽ chia sẻ nha, một miếng khi đó còn có khi nói cho mọi người. Mình cho đi xe được nhận lại nha mọi người. Cầu xin chị ấy mau khỏi bệnh. Cái này là chị nói thật với em luôn, Quỳnh Hương. Cái này là sự thật. Cái này là mình cho chị để cho chị lây lết qua ngày thôi, chứ hết là chị bảo đảm mua giờ hết, thật sự luôn. Lấy uống thuốc chứ lo cho con bé nhỏ nè. Cái gì mà hết cái gì em, nói thật sự luôn. Không thể nào mà hết được cái này. Ai mà có livestream á, coi livestream star mà không có vô nha mọi người thì nhớ có ủng hộ thì cứ gửi qua số tài khoản cô Diễm Hương Đăng nghiệp Tấn Lộc 200. Rồi chị cảm ơn em nha Tấn Lộc ơi. Em cầm lòng không. Ai gửi thì nó gửi giúp chị nha cả nhà. Để viết trên đó gửi giúp chị là gia đình em biết nha cả nhà. Thảo với Du cho được 5 triệu nè. Cho được 5 triệu đó. Bây giờ Diễm Hương like sẽ Diễm Hương sẽ xin kêu gọi nữa mọi người. Em chào chị gái quay heo nha. Đó 5 triệu đó. Đó Diễm Hương 2 triệu, chị Quyền 1 triệu, Thảo 1,5 triệu, Du 500 là 5 triệu cho chị này, chị uống thuốc đi chứ bây giờ nè nó tày quầy luôn nè mọi người ơi. Đó chia sẻ nè mọi người ơi, của ít lòng nhiều nha. Đó. Tình thương mến thương nè mọi người. Cứu khổ cứu nạn nè mọi người ơi. Đây cho đi sẽ được nhận lại nha. Bây giờ chị ở đây với em này nấu cơm cho em ăn phải không? Thì để chị Hương rồi coi về dưới có bao nhiêu người rồi trong cái lên đây là sao kê ra. Để cho em nữa là chị mua cho em bao gạo lên đây cho chị nấu cơm cho em ăn. À vậy đó. Đây mình sống chia sẻ với nhau ha, cuộc đời này khỏi tạm em ơi. Ráng niệm Phật đi. Cái gì cũng vậy hết trơn. Cái này là em cũng biết là nó như với em như thế nào rồi biết không, cái căn bệnh này nè em phải biết rồi, em sẽ biết rồi đó hen. À, đừng buồn nhớ không. À, còn ví dụ cho nhỏ em nghe vậy nè, vậy cho nó luôn, ví dụ với gia đình em á không có ai phải không, em có mình hệ gì em đừng lo. Em về Phật cho yên đi, em đừng có nghĩ hết trơn, có gì để chị lo cho. Ví dụ chị nói trước cho em, dù em ấy là chị em này không có khả năng lo, để chị lo chị dù nó thiêu em hay gì đó em. Rồi đấy là mới để trong em chùa hen, chị lo hết là để em chùa hen. Chị gái nha, số tài khoản là chị gái, chị ấy cho em đi là đấy là chị gái kiện nghe không, để vậy chị gái kiện là em biết rồi. Nhân cũng đấy là nhân chuyển mà biết như không, ai có mà chuyển tiền thì để số tài khoản ở trong cái chuyển tiền á, là gửi tới tài khoản ngay chỗ Diễm Hương đang ghim trên màn hình đó nha mọi người. Ở chia sẻ nha mọi người ơi, có ít lòng nhiều đi đó. 200-300 tôi lấy một cây làm chẳng nên non mà nhiều cây dụm lại nên hòn núi cao cho chị này. Chị có tiền để chị còn uống thuốc nữa nha không. Dạ chị in bóc em đi chị Minh Lương ơi, lát em gửi địa chỉ sao cho chị nha chị. Đâu có ai đâu, em đổ em chết em trễn luôn. Dạ, chị Nguyễn. Chị chuyển cho em rồi hả chị? Thì để lát em kiểm tra đi, em có gì em lên sao kê, em like, em lên trao tiền lại thì em like cho cả mọi người xem nha cả nhà. Không còn miếng máu luôn. Mẹ Nương khóc quá trời khóc, mẹ Nương khóc quá trời rồi. Cái đầu với ông bác sĩ đó, ông thấy em vậy đó. Ông cứ em nhập viện. Vô máu.
cho thấy thương đó mọi người. Chị này thì đi nuôi thấy, con thấy thương lắm, đứt ruột đứt gan nó thật sự đó mọi người. Cái em mới nhờ em chị kế bên á giữ bé này giùm. Chị Mương live stream này là cái hoàn cảnh rất đặc biệt, chị Mương mới like đấy. Chị cũng may mắn lắm gặp được chị Lùng á, chứ không may thiệt đâu có ai. Đúng rồi, ít ai mà giúp chị lại đâu. Đỡ mà ta chửi chị ngu. Kệ đi mấy em ngu. À, mày khổ mày còn dước gì nhà tao nó kệ trời ơi, chị ơi kệ nó nói mình này còn hơn đi chùa này nó thiệt chị nói chị gì? Bà ngu lắm mình giúp người mà còn hơn không có dùng họ bà con gì á à, bà dước bà khổ mà còn dước gì bà luôn mày chị giúp chị này thì ông trời sẽ dòm ngó chị không sao đâu chị từ từ sẽ nghe chị kể là tội nghiệp lắm con chị xanh đó kêu á mày kêu chị phát cho bà này bắn chị này nghỉ ngơi á tưởng nó vô chơi chị còn đuổi nó bây về hết đi làm cho bà nghỉ ngơi đầu này kia dạ ok chị. Rồi chị gái em theo 200 nè. Dạ tôi nghiệp bé nhỏ. Có chị ví dụ á mấy chị nghe nè. Chúc chị 21 á. Mà chị có dân số á. Gặp nhiều may mắn nha chị. Em thay mặt có chị này. Ví dụ như em mới làm em tốt nè, rồi tụi em mới quay là cho mình tụi quân đội chút đổi cho nó mới cùng chị chứ. Có nói mấy cái này cứ việc thì thánh đi. Còn mà cái này là không có qua. Còn mà em bé mà cũng có gì á, khả năng của chị á, chị nuôi được chị nuôi. Còn mà nếu mà hoàn cảnh của người nào mà có tiền, chị nói thật sự có tiền hoặc là vĩnh viễn không có con luôn á, là chị sẽ cho bé này là để cho gia đình người ta cho nó ăn học cái này tới chốn tương lai của cái nó quá, còn quá, chị thì năm nay chỉ 50 giờ thì đâu có làm gì ra tiền là chỉ còn nhiên. Con nữa rồi. Nó chỉ nhà cũng khổ lắm khổ lắm ở đất này là chị không có quyền ở đất này là nói chung là chị không có tên luôn ở đậu dạ. Nếu mà ai đuổi thì chị đi chị cũng ở đậu mà cũng cho chị này lại ở đậu luôn lá lành đùm lá rách đó cả nhà thì nói thiệt chị em khổ chị mới giúp đất này là nói chung là nghĩa địa người ta lấy cốt chị mới mướn người ta gom chị bằng á ai đặt nhà thì chị đem về chị làm đó chị mới hình cái máy này nè là chị đi lên công ty chị làm là chị mượn tiền chị cất nói chị nói thiệt chứ chị thì không có tiền chị thì cũng có chồng thiệt mà bỏ vô chị cứ ấy đi ví dụ như tụi em làm YouTube nè có gì tụi em sẽ quay lên đi cho mạnh thường quân ở nước ngoài đó người ta giống như là người ta cho ít cho nhiều vậy đó thì để phụ với chị cũng cảm ơn mấy cưng dạ nhờ hai vợ chồng cũng công nên chị mới biết tụi cưng. Dạ. Chứ chị thì không biết chữ thiệt đó, nên chị nghe giống như là lúc nãy á, chị Quyền có nói á, nếu mà chị có vắng số thì chị cứ liên chạy ra báo cho anh Công biết rồi điện cho chị Quyền lên, chị Quyền sẽ lo cho chị cái phần đó, chị yên tâm cái vụ đó đi. Đây Quyền góp lại rồi lo chị hết trơn rồi nè. Chào Trần Liên nha. Chào Kim Nguyễn nha. Chị cũng đang uống thuốc hả chị? Có gì chị cứ yên tâm đi cái phần chị bây giờ chị cứ lạc quan vui vẻ chú uống thuốc đi. Dạ cho nên em nghe nè, nếu mà em uống thuốc được thì càng tốt. Ha. Còn nếu em có bệnh bên lớp nè, bên mắt đi ví dụ đi. Thằng này chị mua cho em cái giỏ rồi em đi thi cái em. Dù em có ai thờ em thì đem vô chùa. Chị lo phần đó cho em, em đừng lo. Thôi đâu có gì đâu chị. Nói cho chị. Chị thở dài lại cho em giật cho mình đi. Ngồi sát cho đó đi, ngồi sát cho đó đi chị làm. Ngồi sát cho đó. Cái như thế nào chứ cha chết còn sướng hơn vậy nữa nó thật mình nói nha. Nó mô Phật cái đó là nghe sợ chết là thương bé này nè. Đó nó đâu phải nhỏ như vậy đâu. Tội như cái tô múc bánh cao vậy. Tội luôn. Trời ơi. Hai. Rồi xong rồi em đi vô chắc 12 tô nó mới xẹp từ nó còn bên lớp kìa. Cái tay nè. Một. Mẹ nó bị đó chị thấy rồi. Em ăn á còn đậu hơn nữa cà hai cà ba cô nghe không cà biết hết trơn bộ đó rồi con biết nghe hết trơn bộ rắn tươi à chuồng mà đẻ một đi rồi mọi người ơi thôi bây giờ chia sẻ nha Diễm Hương like tới đây thì Diễm Hương đẹp không, xin đẹp không, nè, đẹp không? Tắt like nha đẹp rồi không? Ai coi live stream sau thì thấy cái hoàn cảnh chị này thì phải gửi vô số tài khoản nha mọi người chị Hương với chị Quyền tới em ơi bây giờ làm từ thiện em ơi cô ít làm nhiều bây giờ làm từ thiện đi kể đi mình lo cho cái thân xác mình về sau nha mọi người
chào có bạn Bích Phương nè, cái kia này Minh Lức rồi, Bích Phương ơi bị ung thư vú quá, nhà hỏi tên anh mà thấy Minh Lức làm thí nghiệp, bây giờ bệnh này người ta cho ở đậu nè, bệnh thí nghiệp mà giờ bệnh rồi giờ không đi làm nữa, bây giờ ở đây không bỏ. À, không bỏ, không cha không mẹ luôn, cha không mẹ mà chồng bỏ nữa, không cho ở luôn. Anh có làm mẫu tâm thì hãy nhanh tay lên ngân hàng Sa Cơm Băng á nha mọi người, ngân hàng mới ghi minh trên màn hình đó cả nhà, Võ Hồng Phú nha cả nhà. Trời lắm luôn á mọi người, mọi người thôi mình cũng xin khép video, khép livestream rồi tại đây chị. À, bây giờ thôi Diễm Hương cũng tới đây, Diễm Hương cũng xin khép lại cái livestream này nha. Anh coi livestream sau thì muốn cứu khổ cứu nạn chị này thì lưỡi tới tài phản nha, để Diễm Hương cũng sao kê như mọi người. Chị giật cái miếng cho quay một cái clip ngắn chị, để em gửi cho miếng kia. Dạ, cái này em quay phim không sao á.